Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Trong năm 2022, tỉnh Kon Tum liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, lũ gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản của nhân dân. Ước thiệt hại gần 320 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió lốc, dông sét, mưa đá đã làm hư hỏng tốc mái gần 120 nhà. Gần 180 hectare cây trồng bị hư hại, ngã đổ. Một số công trình hạ tầng như giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, trụ sở làm việc, trường học bị sập tường rào, tốc mái. Ước giá trị thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hiện tượng động đất tại khu vực huyện Con Plong và vùng lân cận. Đến tháng 3 năm 2023 đã ghi nhận hơn 310 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,7 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 0 đến cấp 1. Các trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Trong quá trình triển khai công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Kon Tum còn gặp những khó khăn vướng mắc như nguồn lực về con người, tài chính cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Việc bố trí sắp xếp dân cư ở những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng về thiên tai đến nơi an toàn còn gặp nhiều khó khăn. Động đất là thảm họa thiên nhiên rất nguy hiểm nhưng không thể dự báo trước. Sự hiểu biết của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số về động đất cũng như tác hại của động đất gây ra còn hạn chế, dễ dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng. Các đơn vị địa phương còn thiếu kinh nghiệm, năng lực trong công tác triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi loại thiên tai này gây ra. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các bộ ngành trung ương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, đánh giá hoạt động động đất khu vực tỉnh Kon Tum và vùng lân cận để phục vụ xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp. Các cơ quan trung ương tổ chức các hội thảo, tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra. Báo cáo Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và kinh phí thực hiện chương trình đầu tư công về bố trí sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét bổ sung các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đến năm 2025 để tạo điều kiện giảm khoảng cách số, đem lại lợi ích về an sinh xã hội tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Kon Tum trong công tác phòng chống thiên tai, ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh Kon Tum, đồng thời đề nghị Kon Tum kịp thời khắc phục những khó khăn hạn chế về con người trong phòng chống thiên tai, chủ động nắm bắt tình hình, đánh giá nguy cơ để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình diễn biến của thiên tai và phù hợp với thực tế địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai cho nhân dân, tăng cường công tác diễn tập phòng chống thiên tai cho các địa phương và nhân dân trên địa bàn.